Mới 38 tuổi đời, gia tài sự nghiệp chẳng có gì ngoài một gian nhà lá tạm bợ. Hai con còn nhỏ dại. Nhưng thật không may, từ năm 2007 đến nay, chị Tô Thị Hồng Thúy phải nằm một chỗ vì mắc phải hai chứng bệnh viêm khớp dạng thấp và sỏi thận. Đối với y học nước ta, hai chứng bệnh của chị Thúy đang mắc phải không khó chữa, nhưng có lẽ do không đủ tiền điều trị nên bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Hồi năm tôi sanh đứa con đầu tứ thương thứ hai á, khoảng một năm á, tôi phát bệnh, bệnh nhức đau nhức quá đi không có được, tôi mới đi bệnh viện cho gãy tôi trị bệnh, mà trị đâu mấy tháng rồi tôi cũng bớt, rồi tôi mới về nhà tôi nằm, tôi cũng nằm ở nhà rồi mà khắc thuốc nam đủ. Rồi sau thời gian cái mấy nó trở chứng bệnh lại nữa, mới đi bệnh viện y học dân tộc trị bệnh, chỉnh tới bây giờ mà nó cũng không có bớt, nó cứ đau nhức kỳ hoài. Nó đau, nó nhức từ khớp và toàn thân luôn á, di chuyển không có được. Mỗi lần đau nhức xây qua cái đau lắm, không có ngồi dậy nổi luôn á. Nó giật trong mình không? Có giật hai chân không? Nó lâu lâu nó giật cái vậy đó, cái xương sống nó giật, đang hơi ngủ mờ rồi nó giật cái. Mà cái tình trạng đó là diễn ra bao lâu rồi? Cũng cỡ chừng 2 năm nay á. Gần 7 năm trời lâm bệnh, dù chỉ chạy chữa cầm chừng, nhưng đến nay gia đình của chị Thúy đã vướng nợ gần 30 triệu đồng. Chủ yếu là vay vốn theo sổ hộ nghèo, một phần vay thế chấp quyền sử dụng đất do mẹ ruột của chị cho mượn. Số tiền vay không lớn, nhưng đến giờ này, xem như vợ chồng chị Thúy không có khả năng chi trả. Ông xã tôi đi làm ở thành phố, ngày có 100, 120 à, có bữa làm bữa không, gửi về tháng thì 700-800 triệu bạc cho tôi đi trị bệnh với nuôi hai đứa con. Chị có thể cho biết là hoàn cảnh gia đình kinh tế bên nội bên ngoại gì đó khá không, lâu nay có giúp đỡ được gì cho cháu con mình đi trị bệnh không? Không có chút, từ hồi đó vợ bên nội bên ngoại không ai giúp. Tôi lo với chồng, nó lo với mấy đứa em nó phụ trợ thôi. Tôi lúc trước thì đi cũng đi mần ngày nào ăn ngày nấy, chứ không có giúp cho nó thì giúp nó được thì cho cái nó mượn cái bằng khoáng tới giờ luôn, đi vay được 10 triệu thôi. Chị còn, cũng đi làm thuê nữa hả? Dạ, mần giúp việc nhà bên tiệm vàng bánh. Yeah. Giúp hai mấy năm nay. Yeah. Rồi thấy nó bệnh quá thôi tôi về, tôi săn sóc cho con để về bỏ nó, gửi có gì rồi mình ăn hận. Cũng thuốc men rồi ai chỉ gì tôi đi kiếm nấy tôi làm cho nó uống. Rồi hai đứa con là chị nuôi luôn hả? Nuôi có một đứa, còn đứa thì tôi nuôi không nổi nữa. Nó nói giờ Thịnh kêu bằng ghẻ thôi con, giờ con bắt lên chển đi, rồi thấy vậy thôi nó gửi thằng anh hai nó. Hộ của em Thí này trước đây á thì ở địa phương đây là hoàn cảnh thấy gia đình rất khó khăn. Nhưng hai vợ chồng mới là kéo nhau đi thành phố làm mướn. Qua thời gian làm mướn thì em Thí này bị lâm bệnh, thành ra không có làm nổi nữa. Thì mới là đưa đi đến bệnh viện Chợ Rẫy là điều trị thời gian, rồi tiền bạc kinh tế rất khó khăn, cho nên là không có tiền điều trị tiếp. Cho nên là về nhà thì với góc độ của hội chụp đỏ cùng thấy vậy hoàn cảnh rất khó khăn, cũng có kết hợp với ngay chỗ hội từ thiện của xã đi vận động là mạnh thường quân, các bà con nhà hảo tâm ở địa phương thì giúp đỡ cũng được nhiều đợt, nhưng mà số tiền quá ít nổi cho nên là không có đủ điều kiện để đi điều trị tuyến trên. Nghèo khó, bệnh tật khiến gia đình chị Thúy phải tan đàn xẻ nghé, chồng một nơi, con một nẻo. Nỗi lo lắng vì nợ nần, bệnh tật, nỗi nhớ thương chồng con khiến cho sức khỏe của chị Thúy ngày càng suy giảm. Hiện tại chị Thúy không còn tự đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ. Để giúp cho chị Thúy có điều kiện chữa bệnh, gia đình được đoàn tụ, chẳng có cách nào khác ngoài sự trợ giúp của cộng đồng. Địa chỉ nhân đạo rất mong nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm giúp cho gia đình chị Thúy vượt qua khốn khó. Địa chỉ liên hệ: chị Tô Thị Hồng Thúy, ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, điện thoại 0706 250 555.
Gia đình ông Nguyễn Đông Xuân ở khóm 6, phường 2, thành phố Vĩnh Long thuộc diện hộ nghèo, không có đất ở. Gần 20 năm trời, gia đình ông phải sống trong một căn nhà che tạm trên đất công cộng. Từ năm 2011 đến nay, tai nạn, bệnh tật liên tục ập tới, khiến gia đình ông lâm vào cảnh bế tắc. Hiện ông Xuân mắc phải chứng bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, chi phí mỗi tuần từ 1 triệu 200 ngàn đồng đến 1 triệu 800 ngàn đồng. Thế nhưng số tiền mà vợ chồng ông kiếm được mỗi ngày từ việc làm thuê chỉ khoảng 80 ngàn đồng, chỉ đủ lo cho 3 thành viên trong gia đình 2 bữa cơm hàng ngày. Qua thông tin của một địa chỉ nhân đạo, trong 2 tuần qua đã có 472 nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp với số tiền 55 triệu 122 ngàn đồng và 30 kg gạo. Ngày 13 tháng 11, một địa chỉ nhân đạo đã bàn giao toàn bộ số tiền và quà cho gia đình. Ngoài số tiền địa chỉ nhân đạo đã bàn giao, gia đình ông Nguyễn Đông Xuân còn nhận được sự giúp đỡ tại chỗ của chính quyền, các đoàn thể địa phương và các nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm với số tiền 7 triệu 190 ngàn đồng. Như vậy, tổng số tiền mà gia đình ông Xuân đã được giúp đỡ là 62 triệu 312 ngàn đồng. Gia đình em xin cảm ơn đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long và địa chỉ nhân đạo, chính quyền địa phương, bà con lối xóm và các nhà hảo tâm gần xa đã ủng hộ cho gia đình trị liệu trị bệnh. Xin cảm ơn.